Em chào tất cả anh chị em ngày 21 tháng 3, tối 21 tháng 3 hai anh em. Tối nay thì cũng như thường lệ thì em lên đồ anh chị em mà khách mới. Bữa nay em thấy anh chị em khách mới rất là nhiều, cho nên anh chị em mà em lên con nào thì anh em vội gọi ngay cho em số điện thoại 0911 337 139 nha anh em. Số đó số Zalo của em và anh em gọi để chốt mã nào em đọc, anh em ưng thì cho em một like và gọi ngay cho em nhé. Không phải chờ hết video anh em mới gọi đâu ạ, vì cái này là video em đăng lên cho nên anh em yên tâm gọi ngay lập tức, đừng có để chậm trễ người ta chốt mất nha. Vì hầu hết anh em cứ chốt sau em thấy rất là tội luôn. Rồi bên em thì khách mới em chỉ nhắn nhủ với anh em khách mới thôi, còn khách cũ thì biết cách chốt rồi. Khách mới là em xin cọc một cái thẻ cào Vina 50 trừ cái tiền đơn hàng của các anh mua ha. Chẳng hạn như quần này là 410 ngàn thì cọc 50 ngàn là còn 360 ngàn cộng ship. Còn anh em là các anh chịu ship ấy, còn các anh mà muốn đỡ tiền ship thì các anh chuyển khoản luôn 410 ngàn này cho em thì em sẽ bao ship, thì các anh lựa chọn ha. Rồi bây giờ em lên lô này là lô quần quần màu xanh ha. Đây là một cái quần lễ phục của Mỹ này nhé, của Mỹ luôn ha, em bao hàng của Mỹ. Dòng này vải kaki 4 túi nha anh em, hai túi trước hai túi sau, túi sau là túi mổ ha. Quần này cũng hàng tuyển cho nên rất là mới, bụng của nó là bụng 90. Ống quần này bụng 90, nó là chất vải kaki nha các anh. Dài 110. Ai chốt con quần này lên cho em là 410 ngàn. Ai thích quần này thì cho em một like và nhảy qua gọi giùm em số điện thoại là 0911 337 139, chốt cho tôi 410 ngàn là em sẽ chốt nha. Rồi tiếp quần thứ hai cũng lễ phục luôn nha anh em. Con này cũng của Mỹ, nó là dây kéo đồng ha. Đây cũng 4 túi sau, 2 túi trước, 2 túi sau. Rồi bụng 86 nha em, chất vải kaki 486. Dài 106 luôn. Độ mới là mấy cái này là mới kẽn nha, mới 98% luôn này á. Ai chốt con này lên cho em 400 ngàn, cho em một like và qua gọi giùm em số điện thoại nha. Còn cái quần này là của Hướng Đạo Sinh nha anh em, hàng chuẩn Mỹ luôn ha. Quần này thì cũng hai túi trước và hai túi sau. Túi sau này không mổ mà có hai túi này ha. Con qua nhờ ba mở chứ. Rồi bụng 80, bụng 80 nha anh em. Đưa qua bên kia mở ở đây nghe không được, mở ở đây là nó bị phạm bản quyền á. Con qua bên kia hoặc là qua bên bà mà nghe. Bụng dài 106 luôn nha anh em. Bụng 80 dài 106 này. Bụng 78 80. Ai chốt cái quần này lên cho em là khoan. Cái quần này em báo cáo này. Quần này rất là mới nhưng mà bị chỗ này nó bị rạch một đường này, cho nên em dán ở đây ha. Chất vải kaki. Chốt cho em 410 ngàn nha anh em. Ai chốt con này cho em 410. Mình ân, con gọi ở đây là bản quyền nó bị phạt mẹ này. Mình ân, ân. Bấm thiệt nhỏ lại cho mẹ. Chờ anh em chờ em chút nha em. Bấm nhỏ lại. Rồi em lên tiếp một cái quần này của nước Anh nha anh em. Quần này gọi là quần Anh, nó có cái đĩa này nó to này. Đấy. Vẫn bị con ạ. Con qua bên bà đi. Trời ơi mẹ mẹ like như vậy mà con vào đây là không ổn rồi. Con qua bên phòng bà. Nhỏ vẫn nghe con qua phòng bà đi. Ngồi có bên phòng bà thì thức khuya. Để dắt nó điều với ạ. Rồi em xin phép anh em một chút nha. Sorry, con gái nó. Mình làm YouTube mà có những cái tiếng nhạc khác vào là nó sẽ bị bản quyền.
Rồi em lên biết cái quần này quần anh nha em, lưu ý giùm em, quần của anh là cái đĩa nó dài vậy này. Đó, chất vải kaki, quần mấy quần này rất là mát luôn á. Quần này 6 túi nha anh em. Đó, hai túi sau này. À, còn túi sau à? Và hai cái túi bên đùi này. Đó, quần này có một túi bên đùi à? Một túi, hai, ba, bốn cái túi. Tổng cộng là 4 túi. Rồi quần này bụng 90, chất vải kaki mềm mát nha. Dài 100. Mới 98%. Ai ưng con này chốt cho em 490.000. Quần của anh nha anh em. Con này của anh. Rồi tiếp một con quần này thì của Mỹ này. Con này gọi là kaki tem vàng. Kaki tem vàng nhưng mà con này 4 túi thì lại con này lại đời dây keo nhôm này. Bình thường con này là đời dây keo đồng thôi. Nhưng mà con này đời dây keo nhôm luôn này. Rất là đẹp luôn. Nó không có tem luôn. Bình thường nó là tem vàng nhưng mà con này không có tem. Chất vải kaki này cực mát à. Bụng là 98. Có 4 túi thôi nha anh em. Dài 104. Quần này đẹp luôn anh em. Đây là hàng tuyển cho nên là bao đẹp cho anh em ha. Rồi cái nút của nó là nút dẹp này. Ai chốt con này 780.000 giùm em ha. 780 nha anh em. Ai thích con này thì cho em một like và gọi giùm em số điện thoại. Chốt cho tôi 780 ha. Tiếp một cái quần của hướng đạo sinh nữa này anh em. Đó, chất vải kaki 6 túi hộp. Hàng chuẩn Mỹ ha. Con này bụng 102. Em nói về anh em có nghe nhỏ không à? Bụng 102. Dài 108. Mới 98%. Ai chốt con này lên cho em 311.000. Chốt thì cho em 311.000 ha. Tiếp một cái quần này của hướng đạo sinh luôn. Quần này có 4 túi thôi nha anh em. Của Mỹ ha. Bụng này bụng 98. Cái mã là số tiền đấy anh em ạ. 311 là mã là số tiền luôn đấy. Dài 112. Mới 98% luôn ha. Ai chốt quần này chốt cho em là... Ủa sao hai con này nó lại giá nhau vậy trời. Chốt cho em con này 515.000. Con nó hơi bự ha. 515.000. Rồi tiếp một quần hướng đạo sinh của Mỹ nên này. Con này cũng có 4 túi luôn. Con này lại bụng đẹp. Con này bụng 78. Bụng 78 nha em. Con này mới 98% luôn. Dài 110. Ai chốt quần này chốt cho em 495.000 nha. 495.000 là mã là số tiền nha em. Tiếp một quần hướng đạo sinh nữa này. Con này lại đằng sau là túi mổ nha em. Con này đằng sau túi mổ. Quần chuẩn Mỹ ha. Bụng 86. Chất vải kaki bụng 86. Dài là 106. Ai chốt con này cho em 500.000. Cho em 500.000 nha em. 500.000. Rồi tiếp cái quần này của hướng đạo sinh nữa này. To chà bá luôn. Con này là bụng 108. Bụng 108. Dài 116. Ở sau là túi mổ nha em. Chất vải kaki của Mỹ. Chốt cho em 300.000. Ai chốt quần này thì gọi cho em 300.000 ha. Tiếp một quần này dây keo nhôm này. Dây keo nhôm. Quần này của Mỹ nha anh em. Quần này của Mỹ nhưng mà cái dạng như dạng lễ phục thôi. Kaki vàng mà màu vàng he he ha. Đây ở trước có hai túi và đằng sau hai túi mổ này. Dây keo nhôm. Con này bụng 84 nha anh em. Chất vải kaki mềm. Bụng 84. Dài 106. Ai chốt quần này thì chốt cho em 590.000. 590 nha em. 590.000. Tiếp một cái quần này nữa, hướng đạo sinh nữa nha em. Chất vải kaki đằng sau túi nổi này. 6 túi hộp. Hướng đạo sinh này nó có 3 loại luôn á. Con này bụng 92.
492, dài 110. Ai chốt con này lên cho em 510.000 ha. Mới 98% nha anh em. Chốt 510 giùm em đi. Rồi tiếp một cái quần này à. Quần này của lễ phục luôn anh em, của Mỹ luôn ha. Chất vải kaki, hai túi trước và hai túi mổ đằng sau này. Kaki này dày nha anh em. Bụng 94. Bụng này bụng 94. Dài 108. Mới 98%. Ai vừa quần này thì chốt cho em 511.000. 511. Em lên tiếp một quần lễ phục nữa nha anh em. Dây kéo đồng, hàng chuẩn Mỹ ha. Con này là bụng 90, vòng bụng 90 nha em. Dài 104. Đằng sau là túi mổ này. Ai chốt quần này thì chốt cho em 512, mới 98% luôn ha. 512. Tiếp một cái quần này thì hai túi trước và hai túi đằng sau nổi này. Quần này của dòng đi xanh, mark in, cái này là what rim, cái này là chất vải kaki nha anh em. Con này của Mỹ á, bụng 78, bụng 78 nha anh em. Dài 114. Đây ở sau của túi của nó như vậy ha. Mới 98% luôn. Dây kéo đồng này anh em. Đó, dây kéo đồng ha. Ai chốt con này thì chốt cho em 580.000. Con này mới 98% luôn ha. 580. Bữa hôm em bán một cái bộ lễ phục còn cái quần này. Chất vải kaki của Mỹ luôn nha anh em. Đằng sau cái túi của nó như thế này ha. Con này là bụng 80. Bụng 80. Rồi dài 102, mới 98% luôn. Chốt cho em cái quần này 400.000 ha. 400.000. Hôm em bán một bộ là như bộ vest á. Rồi em lên tiếp một cái quần này của Hàn Quốc này. Chất vải xương cá. Chất vải xương cá nha anh em. Vải xương cá anh em lưu ý giùm em này, chất vải xương cá này anh em bận là mệt nghỉ luôn. Nó có những cái đường sọc và xương cá này. Của Hàn Quốc á, bụng 92, mới 98% luôn ha. Dài 106. Rồi, đằng sau cái túi của nó đây này. Đằng trước thì hai túi hai bên, chốt cho em cái quần này 300.000. 300.000 nha anh em. 300.000. Rồi em lên tiếp một cái quần satin nha anh em. Quần này là quần satin. Nút dẹp này. Nút dẹp này. Hai cái tem của nó ở trong này ha nha ha. Con này 34x35. Đời con này là dòng đời 6X nha. Nó là đời 6X, mã 3 số 623. Cái đát ở đây anh em này. Đây là cái đát là đời ha. Đó, mã 3 số là đời 6X luôn rồi đó. Quần này là bụng 90. Bụng 90 nha mày. Dài 112. Ở cái phần túi này này, anh em nhìn thấy không? Mấy cái góc túi của cái quần này nó hơi trắng trắng hơn chỗ khác một chút à. Cái góc đường ngoài này này. Đó. Nói chung là xanh đều màu. Chỉ có cái góc túi thôi. Cái mép này thì có một chấm dơ nhẹ nhẹ này. Rồi. Quần này đẹp quá. Chất vải của nó rất là đanh nha anh em. Ở ngay cái túi này này. Anh em nhìn thấy ở trong không? Đây có vết dơ này. Ở dưới chỗ túi này này. Nó cũng hơi trắng trắng hơn chỗ khác một chút. iPhone nha. Em like bằng iPhone cho nên anh em là nhìn rất là rõ ràng luôn. Anh em không có phải sợ là nhìn không hết màu, không hết lỗi đâu. Rất là nhẹ nha em. Nó dơ một chút xíu nhẹ nhẹ như thế này này. Vì đồ đã qua sử dụng cho nên anh em lưu ý giùm em à. Đây ạ.
ngay cái góc túi này nhá, nó hơi 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 rất là nhẹ thôi. Rồi ai chốt con này lên cho em 1.600.000, 1.600.000 anh em. Satin ha, quần này gọi là satin đời 6X, 1.600.000. Ai chốt thì cho em 1.600.000 ha. Tiếp một quần hướng đạo sinh nữa anh em này, quần hướng đạo sinh. Quần này thì hai túi đằng trước và hai túi mổ đằng sau ha. Con này là bụng 94, chất vải kaki, dài 110, mới 98% luôn. Ai chốt quần này lên cho em là 587.000. Chốt cho em 587 ha. Rồi tiếp một cái quần Hàn Quốc nữa này. Hàn Quốc con này là vải vải caro, không phải vải xương cá như hồi nãy nữa nghe. Con này là vải caro Hàn Quốc nha. Rồi bụng 80, bụng 80, dài 102. Ai chốt quần Hàn này chốt cho em là 190.000. Quần này anh em chùi cũng đủ mệt nghỉ luôn nha, 190.000. Tiếp một cái quần satin nữa này anh em. Satin này cũng núc dẹp luôn, nhưng mà dòng này nó mất đời đâu rồi anh em ạ. Mất cái tem sai, mất tem đời rong, không thấy cái gì nữa hết à. Con này là núc dẹp, khi mà cái núc dẹp này là nó đã sâu đời lắm rồi này. Em đo cái bụng ha. Con này là bụng 78. Rồi dài 102. Satin này thì có 4 túi thôi nha em. Cái quần này cái màu của nó kiểu nó màu satin, dòng satin màu này nó bạc bạc à. Màu không có được đẹp cho lắm. Ở dưới lai của nó bị nổ nổ này, anh em nhìn thấy cái đường chỉ ở dưới lai nó nổ nổ. Đó, cái đường gấp lai là nó bị nổ hết ha. Rồi, đều màu luôn nha anh em. Quần này màu như vậy nó đều màu luôn. Rồi, ai chốt con này em bán rẻ con này luôn đi. Chốt con này cho em là 890.000. 890.000. 890.000. Tiếp một quần hướng đạo sinh của Mỹ nữa nha anh em. Quần này hai túi trước và hai cái túi mổ đằng sau mông này. Quần này là bụng 94. Bụng 94. Dài 110, mới 98% luôn hả. Ai chốt cái quần này chốt cho em là 494.000. 494.000 nha em. Rồi em lên tiếp một cái quần này nữa, cũng của hướng đạo sinh luôn. À, con này là tem vàng, các kỳ tem vàng, nhưng mà ở trong nó lại không có tem vàng mà nó lại con tem ở bên dây kéo này, hàng của Mỹ ha, nhưng mà lại không có tem, dây kéo đồng nha anh em. Dây kéo của nó là dây kéo đồng này, chất vải kaki, hai túi trước và hai túi sau mông ha. Con này là bụng 112, bụng 112, dài 106. Chốt cho em con này là 600.000. À, có nhầm mã không ta? Em lấy lại mã khác nha. Con này là chốt cho em 580.09. 580.09. 580.09. Rồi tiếp một cái quần tem vàng nữa nha. À, quần tem vàng, các kỳ tem vàng nữa ha. Con này thì cũng chả thấy tem vàng mà lại thấy tem trắng này thôi, tem sai. Cái tem vàng của nó hình như chưa kịp cấp á. Cái dòng kaki nha em, hàng chuẩn Mỹ luôn. Đây này, đó, 4 túi ha. Mấy cái này thì không có lừa được em đâu. Em chỉ nhìn chất vải là em đã biết nó là của nước nào rồi. Rồi bụng 104. Bụng 104. Dài 112.
quần này hồi nãy là bao nhiêu? Rồi, ai chốt con này lên cho em là 581 ngàn. Biết có trùng mã không biết nè. 581 ngàn. 581 ngàn nha em. Tiếp một cái quần này của hướng đạo sinh của Mỹ Kaki, 4 túi này, 2 túi mổ sau ha. Con này là bụng 100, mới 98% nha em. Rồi dài 102, chốt cho em con này 491,1. 491,1 nha. Số tiền bởi vì 491 ngàn, nhưng mà em sợ có trùng mã nào em kêu 491,1 cho nó đỡ trùng nhé. Rồi tiếp một con này nữa là hết một cái video màu xanh này ha. Quần này cũng kaki tem vàng, có tem rồi này. Con này đang còn đẹp nhưng mà bụng hơi bé. Bụng này bụng có 72 à, bụng 72 nha em. Con này xinh lè luôn. 6 túi, à 4 túi. Bụng có 72 à. Dài 112, mới 98% luôn. Ai chốt con này lên cho em là 500 ngàn. Màu xanh ô liu đẹp nha em. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em tối nay hiệp 1 của ngày 21 của em ha. Ai mà chưa quen, chưa người khách mới lần đầu tiên mua của em thì gọi điện ngay cho em số điện thoại 0911337139 là Zalo của em nha anh em. Em sẽ chốt cho các anh, hoặc là các anh không có Zalo thì gọi giùm em số điện thoại thì cho em địa chỉ em sẽ chốt cho. Em xin phép chào.